Xin chào tất cả các bạn đã quay lại channel Tuyền Phạm Hawaii. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn may khẩu trang 3D bằng tay cho bé từ 6 tới 9 tuổi nha. Và dụng cụ mình gồm có đó là một tấm vải, cả nhà chọn tấm vải nào cũng được hết nếu ở nhà các bạn có. Và một cây kéo để mình cắt vải, và một cuồng chỉ, và một cây kim, và một dây thun để mình may, và một cây thước đo. Ở nhà mình không có phấn nên mình sẽ lấy viết mình gặp. Và bây giờ mình sẽ đo vải các bạn, để mở trái các bạn đo. Các bạn lấy cái mặt bề trái nè, các bạn đo. Xong rồi các bạn đo cho mình bề ngang này là 25 cm. Và bề xuống là 16 cm. Và bên đây các bạn đo rồi xong rồi cắt lại cho mình nhé. Sau khi cả nhà đo bề ngang này 25 cm và bề dài bề xuống này 16 cm, rồi cả nhà đo cái phần góc cho mình là 5 cm nha cả nhà. Qua 5 cm và xuống cũng 5 cm. Rồi cả nhà nối lại rồi cắt cho mình. Đó. Bên đây cũng vậy, 5 cm, và xuống đây cũng 5 cm. Nối lại. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn may. Các bạn sẽ may chỉ chiếc, và các bạn sẽ may cái mũi kim như thế này nè. Các bạn là một mũi xong là một mũi lui và một mũi tới. Đó. Nó sẽ như thế này. Các bạn may chỉ chiếc thôi. Khi mà mình may ra nó đẹp giống như là mình may mái vậy đó cả nhà. Bây giờ thì các bạn sẽ áp dụng vào vải các bạn may nhé. Sau khi cắt 4 góc xong rồi á, thì các bạn may cho mình từ đây tới đây, qua đây, xuống đây, hai bên luôn nha. Đường may là cách nhau 0,5 cm. Các bạn may chỉ chiếc ha. Ok, bây giờ mình sẽ may vào. Sau khi các bạn đã may cho mình cái đường viền ở đây và ở đây rồi á, thì các bạn ủi cho mình ha, ủi lại cái đường xếp ly nè. Các bạn ủi lại cho mình cái đường xếp ly các bạn đã may á. Đó.
bạn ủi hai bên luôn cho mình. Sao cái đường ly xong rồi á, các bạn lộn lại cái mặt phải lại cho mình. Các bạn lộn lại rồi cái đường nãy mình ủi á, nó sẽ nằm ngay cái nếp luôn à các bạn, nó nằm ngay cái nếp mình ủi luôn à các bạn, nó dễ lắm, mình ủi trước á, nó nằm ngay gì nè. Nằm ngay góc hết trơn nè, rồi bắt đầu mình ủi nó lại cho nó nằm xuống. Tiếp đó các bạn đo cho mình. Từ đây tới đây là 4,5 cm. Bên đây cũng vậy, 4,5 cm. Rồi các bạn nối lại cho mình nhé. Nối lại. Và bên đây cũng vậy. Các bạn đo cho mình là 4,5 cm nè. Bạn nối lại cho mình nha. Xong rồi các bạn ủi hai cái đường xếp ly đó lại cho mình nha. Bên đây cũng vậy. Sau khi các bạn đã ủi cái đường ly xong rồi thì các bạn may hai cái viền cho mình nha. Các bạn may ở đây một viền và ở đây một viền cho mình nhé. Bây giờ mình sẽ may lại. Sau khi các bạn đã may hai cái viền này xong rồi, các bạn ủi cho mình nhé, ủi cho nó thẳng cái nếp. Và bên cạnh đó thì cả nhà đo cho mình nó là cái cọng dây thun này là 18 cm. Bây giờ mình sẽ may, mình luồn dây thun vô nha cả nhà. Các bạn xếp nửa ly rồi xong tới một ly đó, mình sẽ may luồn dây thun vô. Và các bạn may lại cho mình nhé.
sau khi các bạn đã luồn dây thun, may dây thun vào rồi á, thì khâu cuối cùng là các bạn may cái này nhé. Các bạn đo hai cái đầu này và mình sẽ cặp nó lại như gì để mình làm cái sóng mũi đó cả nhà. Đó, như gì đó, vậy đó. Rồi bắt đầu mình sẽ may, mình may vô hai góc ở bên đây và hai bên kia cũng y vậy nha cả nhà. Giờ các bạn may bốn góc lại cho mình nhé. Sau khi các bạn đã may xong bốn góc này rồi á, là kể như cái khẩu trang của mình nó đã thành công, nó đã xong nha cả nhà. Cái này mình may cho bé, vì cho bé mình chỉ may hai lớp thôi, chứ cái dải này nó hơi dày nè, mình may hai lớp thôi chứ mình may bốn lớp á, thì nó sẽ dày lắm, bé thì không có chịu đeo dày dữ lắm đâu, nên vì là mình thấy là rất là vừa với bé rồi. Và video của mình đến đây là kết thúc. Chúc các bạn thành công với khẩu trang 3D dành cho bé nha. Và đừng quên nhấn nút like, share, subscribe để ủng hộ cho kênh mình nha. Bye, chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.